tay nhau. Còn tất cả những cái gì ở phía ngoài tờ giấy này được gọi là những người không quen biết. Vậy thì với những người không quen biết thì nếu như mình không thích, mình không muốn thì các con cũng có thể từ chối người ta cái việc là người ta đến gần các con này, có thể bắt chuyện với các con này, hoặc là có những cái xâm phạm, ví dụ sờ má các con. Cô nghĩ là các bạn nữ hoàn toàn có thể từ chối cho một người không quen biết, có thể giơ tay lên vuốt má các con, hoặc là xoa đầu các con, hoặc là vỗ vai các con. Các con có nhớ cái việc này không? Ngày hôm nay cô nói con là nguyên tắc ba vòng tròn nhá. Bây giờ cô hỏi cái bạn áo vàng ở trong cùng. Bạn áo vàng, con đứng dậy, từ từ con, đứng dậy. Vòng tròn trong cùng này là những ai? Vòng tròn trong cùng này là ai? Người chăm sóc ạ. Rồi, là cô hỏi là cô giáo là nếu là cô giáo thì là hình tròn nào ạ? Một câu hỏi rất là hay. Thì theo các con thì các con sẽ xếp cô giáo mình vào vòng tròn nào? Vòng tròn thứ hai. Vòng tròn màu xanh lục nhạt. Những bạn nào xếp cô giáo vào vòng tròn màu tím giơ tay lên. Rồi, ok, rất tốt. Các bạn nào xếp cô giáo vào vòng tròn màu xanh giơ tay lên. Được, 1, 2. Mình sẽ lấy số đông nhá, Nào, đếm nào, giơ tay nào. Đấy, yêu cầu thấy mình giơ tay xuống ạ. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có ai chọn cô giáo là vòng tròn màu xanh ạ? 7. Rồi, mình sẽ lấy số đông và mình sẽ quyết định điều đấy nhá. 8. Rồi, bây giờ cô hỏi là những ai xếp cô giáo vào vòng tròn màu đỏ? Còn đương nhiên cô giáo không phải vòng tròn ở ngoài, không phải ở phía ngoài được. Cô giáo là người thân của mình. Ai xếp cô giáo vào vòng tròn màu đỏ giơ tay lên. Có hình như có bạn giơ tay 2 lần thì sao nhỉ? 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là có 7 bạn chọn vòng tròn màu đỏ và có 9 bạn chọn vòng tròn màu xanh. Bởi vì theo cô là như thế này, cô giáo là một cái người, nhất là cô giáo chủ nhiệm, thì là một cái người thân thiết cùng với mình, cùng với bố mẹ chăm sóc các con. Thế cho nên là cô có xu hướng là cô sẽ xếp cô giáo vào vòng tròn màu xanh để cô giáo hàng ngày có thể chăm sóc các con. Ví dụ những bạn nữ buổi chiều chẳng hạn như thế, dậy có thể đầu tóc nó hơi bú rù một chút, cô giáo có thể sẽ chải đầu lại cho các bạn. Hoặc những bạn nam có... Con không biết buộc giày cô giáo buộc cho con à? Đúng rồi, con không biết buộc giày cô giáo buộc cho con. Hoặc là những bạn nam có thể chơi đùa, mình có thể vô ý mình bị ngã thì các cô giáo ở trường có thể sẽ sơ cứu cho các con. Cho nên là theo cô thì mình sẽ xếp cô giáo vào vòng tròn màu xanh nhá. Nào, bây giờ cô hỏi lại các bạn không tập trung ở phía dưới nào. Bạn mặc áo màu ghi cho cô biết là vòng tròn màu tím là những ai? Vòng tròn màu tím là những ai? Còn cô giáo hiệu trưởng thì sao ạ? Cô giáo hiệu trưởng cho là vòng tròn màu đỏ không? Vâng, đây là hiệu trưởng vòng màu xanh. Thì cô giáo hiệu trưởng là người làm giáo chủ nhiệm. Là người gì cô giáo chủ nhiệm? Là người dạy trước cô giáo chủ nhiệm. Bạn Việt Anh này rất cá tính nhá. Mẹ để ý cho bạn Việt Anh rất có các quan điểm riêng ấy. Áo màu ghi trả lời cho cô nào. Không là nộp 100.000 đấy. Vòng tròn màu tím sẽ là những ai? Không phải. Đâu cơ ạ? Vòng tròn màu tím chỉ có là bố mẹ thôi. Được chưa nào, nhớ chưa nào? Chỉ có bố mẹ mới có quyền động lên trên tất cả các bộ phận cơ thể của mình để mà chăm sóc mình. Vòng... Mình à, là cả bản thân mình nữa. Đương nhiên rồi. Thế còn vòng tròn màu xanh là những ai nhỉ? Cô giáo. Cô giáo. Ông bà, anh em ruột nhớ chưa? Rồi, thế còn vòng tròn màu đỏ. Các hàng xóm là ở phía khu vực phía ngoài cùng này rồi. Đúng rồi, người không quen biết. Nào, vòng tròn màu đỏ là những ai nhỉ? Vòng tròn màu đỏ là họ hàng của mình chứ, đúng không? Và ở phía ngoài cùng này mới là những người không quen biết. Được chưa nào? Các con nhớ chưa? Nhớ cái gì hôm nay cô nói chưa? Chưa. Hôm nay cô nói với các con ba chủ đề nhá. Chủ đề thứ nhất là phải tự chuẩn bị khi mà đi ra ngoài này. Chủ đề thứ hai là phải biết bảo vệ môi trường này, đúng rồi. Và chủ đề thứ ba là gì Hải Đường? Ba vòng gì? Ba vòng. Là quan tâm bảo vệ cho mình ạ.
Đúng rồi, rất giỏi. Thì bây giờ cũng mệt rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tí, bởi vì là một lúc nữa thôi cũng sẽ đến nơi. Cho nên là bạn nào mà muốn ngủ thì ngủ, bạn nào xung phong đến hát cho cả xe nghe thì hát, còn bạn nào thích chơi thì chơi nhá. Cứ tìm nữa về khách sạn. Chị hãy được ăn một bát miến bát được không?